bây giờ Đức Hà đang trên đường đi đến siêu thị điện máy Best Buy. Thì mình đang ở đường, hay mình sẽ quẹo qua đường Ren và đường 12. Bây giờ mình nhìn đèn đỏ ở đây. Thì Best Buy nó bán khác ở mấy cái chỗ Walmart và Target. Walmart với Target thì người ta cho xếp hàng bên trong, còn Best Buy thì mọi người phải xếp hàng ở bên ngoài cái cửa hiệu, thì phải đúng 12 giờ, tức là rạng sáng ngày thứ sáu nó mới mở cửa cho người ta vào. Thì nhiệt độ bên ngoài rất là lạnh, hiện giờ có nhiệt độ là -1°C, mà người ta đã xếp hàng hồi nãy mình thấy đi ngang là từ 6 giờ tối là người ta đã xếp hàng rồi. Có nghĩa là người ta xếp hàng khoảng gần 6 tiếng để chờ vào cái siêu thị điện máy Best Buy và mua hàng giảm giá ngày Black Friday. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo vào đây. Bây giờ cái bãi đậu xe này rất là đông. Mình không biết chỗ đậu xe ở bên Marshall. Rồi, dừng một xe ở đây. Best Buy mở cửa 12 giờ, nhưng mà năm nay nó lại mở cửa sớm hơn là mọi năm. Thì bây giờ mình không thấy cái người nào xếp hàng nữa, chỉ còn cái hành lang đi vào thôi. Năm nay có lẽ nó mở cửa sớm một tiếng, trời rất là lạnh. Rồi các bạn thông cảm nha, mình đi hơi canh giờ tới để quay cho các bạn xem, nhưng mà giờ nó trễ rồi. Thì mình quay được bao nhiêu thì quay nha các bạn. Rồi mình đi ha. Cái clip này mình quay lén nha các bạn. Best Buy nó không có cho quay phim đâu. Nhưng mà nếu mà có gung mắt thì các bạn thông cảm cho mình nha. Đây là cái hàng rào. Hồi nãy người ta đã xếp hàng ở đây. Dài đây. Bây giờ mình sẽ tắt rồi. Mình đi ra cũng được. Lắc thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Video sẽ không có được chuẩn không. Ở đây có một số TV on sale. Cái này sale 50 đồng. Đây là TV sale 70 đồng với 100 đồng. Chiếc TV Sony 60 inch 4K này sale 400 đồng, còn 599. 60 inch Sony 4K. Đây là model của TV Sony này. Cái này là 70 inch nha các bạn. Ở đây có một số máy tính bảng của Samsung. Phần bên đây là máy in, nó không có gì đặc biệt cho nên mình bỏ qua chỗ này. Đây là mấy cái laptop nhỏ nhỏ. Đây là khu vực bán máy laptop, computer. Đây là máy tính của hãng Lenovo Yoga 15.6 inch, chạy chip Core i5 RAM 8GB, ổ gắn 256GB, sale xuống 230 đồng, còn lại 599 đồng. Ở
Ở đây là một số máy của hãng Microsoft Surface Go laptop, cũng sale 250 đồng. Đây là khu vực desktop để bàn. Máy cái này sale 200 đồng, 100 đồng. Ở đây mới có mấy cái màn hình vi tính của hãng HP. Khu vực này bán bàn phím và lo của máy computer. Ở đây có một cái tivi 4K của hãng Sharp, 43 inch, smart tivi, giá là 329 đồng, sale 100 đồng. Còn đây là chiếc tivi 4K của hãng Sharp 50 inch, sale 100 đồng, còn 329 đồng, cũng là smart tivi. Ở đây có cái tivi 4K của Samsung 55 inch, sale 202 đồng, 700 đồng, thì còn lại 497 đồng. Chiếc tivi 4K của Samsung có tên là mã là MU6290, 55 inch. Ở đây sale rất là nhiều hôm nay. Giờ này cũng khá vắng rồi, hơn 12 giờ rồi, chắc người ta cũng đi mua nhiều, rất là nhiều rồi. Ở đây là khu vực bán mấy cái dàn sao ba, mấy cái này thì 169 đồng, sale rồi, sale hơn 100 đồng, 159 đồng, 299 đồng, các loại sao ba. Rồi mình sẽ quay lại cái phần tivi 4K ha. Ở đây có chiếc tivi Sony 4K 55 inch, X720. Cái giá là 700 đồng, sale 100 đồng. Đây có dàn sao 3 của Bose có giá là 700 đồng. Đây có mấy tivi 4K hiệu Sharp nè, hiệu TCL, vân vân, hiệu Sharp. Mấy cái này rất là rẻ, chỉ có vài trăm thôi, 400 mấy thôi nè. Này 500 mấy. Ở đây có chiếc tivi Sony 200 đồng thôi, tivi 4K luôn. Đây có mấy dàn sao 3 với 217 đồng của Samsung. Đây là chiếc tivi OLED của LG 4K. Thì chiếc tivi này có giá là 65 inch 2.300 đồng, sale 700 đồng.
Đây là một bộ vàng sao hoa khác của Samsung, giá 139 đồng, sale 140 đồng, 139 đồng thì tương đương khoảng 3 triệu. Ở đây là bộ sao 3 của Sony, sale 200 đồng, còn 599 đồng. Đèn sao 3 NT5, chiếc TV Sony 4K 75 inch, sale 800 đô thì còn lại 1999 là 2000 chẵn. Chiếc TV này có mà có tên mã là X850E. Khu này bán một cái số đầu đĩa Blu-ray 4K. Chiếc đầu đĩa Sony 4K của mình ở nhà có nè bạn, X800, hôm nay chỉ còn có 149 đồng thôi, tức là sale 150 đồng, rất là rẻ. Camera mình giấu trong người nha các bạn, nếu mà video có rung lắc hay là giật thì các bạn thông cảm nha. Đây Best Buy nó không có cho quay phim. Ở đây là một số TV nhỏ hơn. Đây là khu quán game Xbox của Microsoft. Ở đây có chiếc TV 4K của Toshiba 50 inch, cũng là chiếc Smart TV có built-in Chromecast, có giá là 379 đồng, rất là rẻ. Một số TV ở đây cũng có giá 450, 500, 700 và 329, xe rất là nhiều. Mấy cái tay cầm game ở đây bữa nay cũng là sale nè, thường thường là 65 đồng, hôm nay chỉ còn có lại có 39 đồng 99, tức là sale 25 đồng. Đây có mấy cái lo di động cũng đang on sale, sale tại cũng 30 đồng, nó còn lại có 9 đồng 10 đồng thôi, 14 đồng. Bên kia là máy hút bụi, nhưng mà mình nghĩ không cần thiết xem mấy cái này, quay cái khác ha. Đây là cái máy hút bụi robot tự động hiệu Dyson, với giá là 1000 đồng, rất là đắt cho một cái máy hút bụi, nhưng mà tiền nào của đó thôi. Dyson là một hãng rất nổi tiếng của Anh Quốc. Đây bạn xem cái demo của cái máy hút bụi này, là một con robot tự động thông minh. Khác. Đây là chiếc máy Xbox One S 500 GB, có giá hôm nay sale là 229 đồng, tức là sale 50 đồng. Còn đây là chiếc PlayStation 4 1 TB bộ nhớ, sale tận 100 đồng hôm nay luôn, thì 300 đồng còn lại 199 đồng.
chiếc máy game PlayStation 4 Slim bản phiên bản mỏng. Rất là rẻ đồ hôm nay. Shopping rất là đông. Còn đây là quầy phụ kiện máy chơi game PlayStation 4. Tai nghe. Tay cầm bấm game, headphone. Còn đây là game của PlayStation 4. Mấy cái đồ sale nhiều nè, người ta đã lấy hết rồi. Phải hết rồi. Ở đây là cái vô lăng để đua xe. Đây là khu vực đồ chơi. Đây là cái iRobot, cái máy hút bụi tự động robot thông minh. Rồi, đây là khu vực của máy ghe, máy quay phim, máy bay quay phim DJI. Đây là con DJI Pad, giá là 399 đồng, thì on sale 100 đồng. Còn đây là chiếc DJI Mavic Pro, sale 100 đồng còn 899 đồng. Thì mình vừa mới mua con DJI Mavic Pro này, nhưng mà phiên bản mới hơn, Mavic Pro Latinum. Còn đây là con Phantom 4 Pro, giá là 1.500. DJI Phantom 3 chỉ còn có 600 thôi các bạn, rất là rẻ. Còn đây là hai con DJI Osmo Marble và DJI Osmo. Đây là mấy con mà dùng cho quay phim chuyên nghiệp. Đây là mấy phụ kiện cho Google. Đây là chiếc Google Karma. Mình không có thấy cái giá. Mấy phụ kiện cho cái máy bay DJI. Còn đây là phim Blu-ray với giá là 8.99 đồng cho một bộ phim Blu-ray. Đây là khu vực camera. À, 148 đồng cho bộ Sawa của Sony, có tên mã là 300W CT920 290. Ở đây là khu vực cho dành cho setup camera trong nhà. Còn ở đây là setup Amazon Echo cho nhà thông minh. Đây là bóng đèn thông minh hiệu Philips Hue. Đây các bạn thấy nó chuyển đổi màu. Đèn này rất là mắc, giá rất là mắc.
cái TV 4K của hãng Toshiba giá 379 đồng. Còn đây là khu bán mua đĩa phim on sale 7 đồng một phim, 7 đồng, 8 đồng. Đây là quầy của Sony Xperia. Lâu lắm rồi Sony mới mở một cái quầy ở Best Buy. Còn bên kia là quầy các điện thoại di động. Đây là quầy của Samsung. Đây là chiếc Galaxy Note 8. Bên kia là đài quay của hãng Apple, iPhone 10. Đây có một số bộ phim Blu-ray 6 đồng, rất là rẻ. Thường thường các bạn không thấy mua nào bộ phim Blu-ray có giá 6 đồng đâu. Đây là khu vực bán tai nghe và lo gì nào. Các bạn thấy cái lo của hãng Harman Kardon này sale tặng 300 đồng. Mình cứ quay cái clip mà về giá phát ra cho bạn xem rồi. Đây là quầy của hãng Bose và Beats Audio ở đây. Đây có một cái lò rất là lớn của hãng JBL. Kế bên là chiếc lo của hãng Sony, sale 150 đồng, 350, còn lại 199 đồng. Đây là quầy lo của Sony. Còn đây là cái line mà người ta sẽ xếp hàng để tính tiền. Rất là dài. Bên kia là buôn bán tủ lạnh và máy giặt. Bây giờ mà xếp hàng mua thì cũng phải chờ tới hơn một tiếng đồng hồ. Rồi, mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video clip lần sau. Xin chào các bạn.